Một thông tin tích cực đối với du lịch nước ta, đó là Việt Nam nằm trong 5 điểm đến quốc tế hàng đầu để ghé thăm vào mùa hè. Thông tin từ chuyên trang du lịch Mỹ Travel Opass. Và cụ thể thì theo chuyên trang này thì 5 điểm đến đó là Nhật Bản, New Zealand, Pháp, Italia và Việt Nam. Theo website du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Expedia thì Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có lượng du khách tìm kiếm lớn nhất vào mùa hè năm nay. Các thành phố như là Hà Nội có tỷ lệ tìm kiếm và đặt phòng tăng 298%, Đà Nẵng tăng 439% và Thành phố Hồ Chí Minh tăng 219%.